Đàn ông cuối cùng trên trái đất đang vui vẻ vì cưới được vợ thì có một chiếc xe lao ra từ đường nhánh làm hết hồn chim én lượn. Xuống xe thì càng hết hồn hơn. Người bước xuống xe kia là một cô nàng chết chi xinh đẹp Melissa. Ôi mẹ ơi, vợ này cưới hơi sớm rồi. Lúc này Carol lại rất hào hứng. Chồng ơi nhìn kìa, lại có một người còn sống nữa. Lúc này Philip đã hoàn toàn chìm đắm trong quá trình ngắm gái. Vui mừng đến mức xe bị nổ tung cũng mặc kệ, lẹ lẹ nhảy lên chiếm ghế lái phụ. Trên xe, mắt của Philip cứ dán vào người của Melissa. Lúc này chắc chắn là anh đang rất hối hận vì đã kết hôn với Carol rồi. Carol lại ngồi ở ghế sau hào hứng nói liên mồm, bọn tôi vừa mới kết hôn xong thì cô mới xuất hiện, còn không kịp tham dự lễ cưới của chúng tôi. Ê ê, cái nút này để làm gì thế nhỉ? Về nhà Carol liền làm một nồi thập cẩm cho Melissa ăn. Nhưng cái đống mà cô nấu này ít nhiều gì cũng có chút dính răng. Đang chém gió thì Philip đi tới. Anh đã cạo sạch bộ râu xồm xoàm định tỏ ra đẹp trai trước mặt Melissa. Không ngờ rằng hai người phụ nữ lại cho rằng anh giống một thằng ẻo lả bia đia hơn. Sự xuất hiện của Melissa đã khiến cho khẩu súng của Philip nói gì cũng không chịu bắn vào chỗ của Carol nữa. Carol muốn bảo anh chơi nhún nhảy, nhưng anh lại bốc phét rằng mình đau bụng đi ỉa không chơi được. Nhưng mặt khác lại cố tình tập thể dục sâu body cho Melissa nhìn thấy. Rảnh hắn còn tặng quà cho cô nữa. Nhưng Melissa chẳng có tình cảm gì với anh cả, nhưng vẫn để cho Philip bắt được cơ hội uống rượu riêng với Melissa. Sau khi làm vài ba chai thì Melissa cũng không giả vờ nữa. Tự nói rằng từ sau khi dịch bệnh bùng phát thì cô chưa đụng vào đàn ông bao giờ. Cô cũng thấy trống vắng và cô đơn lắm. Không ngờ rằng người đàn ông cuối cùng trên trái đất lại còn kết hôn mất tiêu rồi. Philip vừa nghe thấy thì tưởng rằng mình có cơ hội rồi nên phải nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Carol cứ giục Philip mau chóng đẩy nhanh tiến độ kế hoạch sáng tạo ra con người đi. Nhưng Philip làm gì có tâm trạng làm chuyện đó cơ chứ. Em nói cho anh biết nhá, chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh tái tạo loài người đấy. Sinh càng nhiều con thì con người mới càng có hy vọng được. Nhưng lời này vừa thốt ra Philip liền nảy ra sáng kiến. Ngày hôm sau anh khóc lóc ầm ĩ chạy tới tìm Carol. Vợ à, anh bỗng dưng nhớ ra một chuyện rất đáng sợ. Anh đừng vội, cứ từ từ kể nhá. Em xem nhé, nếu như chúng ta chuẩn bị sinh rất nhiều con, xong rồi đến đời sau mà chúng cũng muốn sinh con thì phải làm sao? Thế thì chẳng phải là lận loan sao? Carol mặt đần thối, bây giờ có một cách rất hay, chính là anh sinh con với em xong thì anh sẽ sinh con với Melissa. Như vậy thì tỷ lệ cận huyết sẽ được giảm đi, có phải là anh đang nằm mơ giữa ban ngày không hả? Nhưng Melissa người ta đã đồng ý rồi mà, cái gì cơ, con hồ ly tinh này, em phải đi tìm cô ta mới được. Melissa bị oan đương nhiên là không chịu rồi chạy ngay tới gõ cửa nhà Philip. Tôi bảo là sẽ sinh con với hai người lúc nào vậy hả? Nói xong thì tức tối cắp bít bỏ đi. Xem ra là thằng cha này đều đắc tội với hai người phụ nữ rồi. Tối đó Philip đã làm một cái lễ chuộc tội. Người đàn ông cuối cùng trên trái đất đang cầu xin hai người phụ nữ tha thứ cho mình. Nhưng ngâm nước cũng chẳng được nhận được sự đồng cảm của những người phụ nữ, mà ngược lại là hai người họ đã làm lành với nhau. Thôi éo chịu khổ chịu sở ở đây nữa, ít tha thứ hay không thì tùy. Nước lạnh vãi cả cứt. Ai ngờ hai người phụ nữ lại cùng tới tìm anh nói chuyện. Bên này Philip vừa định xin lỗi thì hai chúng tôi đồng ý với kế hoạch tái tạo loài người của anh, nhưng anh phải thay đổi hôm người này hôm người kia, không được chỉ chơi với một người. Philip nghe xong thì mặt đần thối. Anh không thể ngờ được rằng hạnh phúc lại đến quá bất ngờ. Philip sung sướng hơn cả bố đẻ em bé. Rất nhanh đã tới ngày Philip và Melissa lần đầu tiên thực hiện kế hoạch. Thằng cha này còn bày cả đèn nhấp nháy các kiểu nữa, bê cả giường ra ngoài luôn. Ủa, định liên hoan ngoài trời hay gì? Phải nói rằng thằng cha này đúng là chó thật. Nhưng Melissa lại cảm thấy không cần phải lằng nhằng rắc rối như vậy, cô chỉ đang cần giải khát thôi. Nào vào chủ đề chính luôn đi. Đừng, tôi vẫn còn có màn dạo đầu mà. Nói xong liền cầm cây guitar điện lên gảy một phát rồi đạp chân. Một quả pháo hoa liền bay lên trời. Nhưng chắc chắn là anh sẽ hối hận vì mình đã bắn quả pháo hoa này. Lúc này một con xe thể thao đang định rời khỏi thị trấn thì ngay sau đó đã bị quả pháo hoa thu hút, quay đầu phi về phía họ. Đến lúc chiếc xe chạy tới nơi thì đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của Philip. Ai mà tới đúng lúc thế không biết. Càng khiến Philip sụp đổ hơn là người bước xuống xe lại là một thằng đực dựa. Lần này thì làm lung lay vị trí người đàn ông cuối cùng trên trái đất của Philip rồi. Sau đó còn xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, và hai người phụ nữ một già một trẻ. Tuy rằng ý tưởng rất kỳ quặc mới lạ nhưng tôi cảm giác mạch chuyện càng lúc càng bị lạc đi. Không còn là câu chuyện về người đàn ông cuối cùng trên trái đất nữa. Vậy nên video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích video thì đừng quên ấn like và theo dõi Tết nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.